Thì là trận chung kết của giải bóng đá thiếu niên Đại học Thu La Chuyên năm 2024 và mùa bóng thứ 29. Như vậy trong trận này là vòng trong một áo hồng quần đen, họ chân giữ không thành bên tay trái khán đài A. Họ ra quân gồm có thủ môn mang áo số 1 Đức Duy, số 99 Văn Chiến, số 1 Thành Long, số 02 Hoàng Dương, số 10 Duy Quang. Bên phía các cầu thủ đá thắng trong một áo xanh quần xanh, họ chân giữ bên tay phải của các bạn khán đài A. Vâng, thủ môn trong thành là Quốc Cường, số 8 Cường Thịnh, số 1 Quốc Thịnh, số 97 Quang Nhật và số 9 là Thành Tài. Vâng, như vậy Thành Tài đang là ngôi sao nhí xuất sắc nhất của giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng La Xuyên hiện tại, với 8 bàn thắng có được thì cầu thủ này đang có một kỳ tích vô tiền khoáng hậu của giải bóng đá thiếu nhi. Hiện tại thì các cầu thủ đã thắng mới có thi đấu 3 trận rồi, nhưng cầu thủ này đã có tới 8 bàn thắng rồi, hiệu suất ghi bàn gần 3 bàn trong trận. Như vậy tiếng còi của trận chung kết của trọng tài Quốc Trung vừa đã vang lên. Trong một tỷ đã thắng là đội quyền ra bóng trước và bóng đang nằm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ thắng. Cường Thịnh, Thanh Tài, Cường Thịnh, bộ đôi Cường Thịnh và Thanh Tài là hai khẩu pháo Na Đại Bác số 1 của các cầu thủ thắng. Trong 12 bàn thắng của La Thắng có được trong mùa giải năm nay thì hai cầu thủ này ghi tới 11 bàn. Cường Thịnh đang có 3 bàn thắng, còn Thành Tài thì là cầu thủ đang có 8 bàn thắng. Vâng, xin lỗi quý vị và các bạn, Quang Nhật là cầu thủ mà có 3 bàn thắng và Cường Thịnh là cầu thủ có 1 bàn thắng. 3 cầu thủ này là những người đã ghi toàn bộ số bàn thắng dành cho các cầu thủ thiếu nhi La Thắng. Thành Tài. Cường Thịnh. Rõ ràng ở trong trận đấu ngày hôm nay, sân chơi bóng lướt cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới trận đấu này. Thì ở trong những trận đấu vòng bảng, chúng ta có một trận đấu cực kỳ khô. Dứt điểm không vào. Một trận đấu đầu tiên vừa thuộc về các cầu thủ phòng đến từ vị trí của Thành Long. Và nguy hiểm nhất kể từ đầu trận đấu tới giờ mà các cầu thủ thiếu nhi La Phong có được. Quên không bấm giờ. Cho đến hiện tại thì cuộc đối đầu giữa La Thắng và La Phong ở bảng B cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất ở trong giải bóng đá năm nay. Một pha bóng lập tập trong tình huống vừa rồi, thủ môn Quốc Cường khuất tầm nhìn và bóng đã đi thẳng vào trong khung thành trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ La Thắng ở trên sân. Như vậy tỷ số đang tạm thời là 1-0 rồi. Và bóng diễn biến bất ngờ khiến cho chúng tôi chưa kịp quan sát người vừa ghi bàn, nhưng có lẽ từ tổ trọng tài và thì xác định người vừa trực tiếp có bàn thắng vừa rồi là Duy Quang. Nhưng khi mà trận đấu mới chỉ bắt đầu được khoảng hơn 3 phút rồi thì các cầu thủ La Phong đã tạm thời vừa lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Trong buổi chiều ngày qua thì các cầu thủ La Phong cũng đã có một trận bán kết tương đối nhọc nhằn trước các cầu thủ La Quyết. Nhưng các cầu thủ La Thắng thì lại có một trận bán kết nhàn nhã trước các cầu thủ La Tiến. Ở trong bảng đấu của La Phong và các cầu thủ La Thắng là bảng tử thần, vì ba đội bóng có sức mạnh xem xem với nhau. Và đội bóng bị loại cũng là đội bóng có 3 điểm bằng với hai đội bóng ở trên sân. Họ cũng có hiệu suất âm dương như nhau. Thế nhưng vì hiệu suất ghi bàn kém hơn nên là các cầu thủ La Hùng năm nay đã không thể vượt qua vòng bảng. Và có lẽ là một trong những năm hiếm hoi mà La Hùng không thể vượt qua được vòng bảng. La Hùng với truyền thống đá bóng lâu đời, với nhiều chức vô địch mà thậm chí không có cú dứt điểm của cầu thủ Mạc Xuân Án Cương Thịnh ở trong tình huống vừa rồi. Năm phút đầu tiên của trận chung kết đã trôi qua. Cường Thịnh, Thành Tài, hai pha bóng nguy hiểm liên tiếp vừa dành cho các cầu thủ La Thắng. Và đã khá lâu rồi thì các cầu thủ La Thắng mới có một đội quân đồng đều đến như vậy, mà đã khá lâu rồi thì La Thắng mới vào để chơi một trận chung kết của giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng La Xuyên.
Và tất nhiên rồi, cũng đã quá lâu rồi thì người hâm mộ đã thắng chưa được ăn mừng trước vô địch giải bóng đá thiếu nhi. Xuất từ thế hệ các người đàn anh hoặc có thể đàn chú sinh năm 1994-95. Đến bây giờ thì các thủ đã thắng chưa một lần vô địch bóng đá thiếu nhi. Mặc dù bóng đá thanh niên thì đã thắng cũng đã có hai lần vô địch ở trên mặt sân cỏ nhân tạo. Ở trong năm này thì có lẽ là một trong những năm đáng buồn của bóng đá Hùng khi mà bóng đá thanh niên họ cũng không thể bảo vệ được chức vô địch. Hùng vẫn luôn là truyền thống với những cú ăn đôi, họ liên tục vô địch bóng đá thiếu nhi và bóng đá thanh niên trong nhiều năm liên tiếp. Thế nhưng năm nay có thể nói là một năm trắng tay của bóng đá Hùng. Những pha bóng dài của các thủ lập phòng đều hướng thẳng về phía khung thành của đội thắng. Thanh Tài, bóng đá từ chân của thủ mào số 9 đi ra hết bên ngoài biên, một tình huống đá biên lên dành cho các thủ lập phòng. Nhìn về thể hình thì lập phòng có vẻ như vượt trội hơn một chút so với các thủ lập thắng. Thanh Tài, họ đang sở hữu hai hậu vệ có chiều cao cực kỳ tốt. Đó là cầu thủ Dương Quang cũng như là Thành Long. Như vậy đây sẽ là một tình huống đá phạt. Tình huống đá phạt cho các cầu thủ La Thắng ở bên phía hành lang cánh trái. Khu vực hai phía cánh biên thì vẫn còn đang rất trơn, đã ảnh hưởng ít nhiều với các cháu thiếu nhi đồng. Lúc này thì chúng ta không có giày, chính vì thế khó có thể di chuyển ở trong những tình huống ở bên phía cánh trái và phải như này. Quốc Thịnh, Quốc Thịnh pha xoay sở rất tốt, tay tay cú dứt điểm hơi nhẹ của cầu thủ số 9. Nhắc nhở chỗ cầu môn đứng xa đây. Cầu thủ phát bóng lên dành cho các thủ lập phòng. Bóng ra từ chân Văn Chiến đi ra hết bên ngoài đường biên ngang. Văn Chiến là cầu thủ có chiều cao cân nặng với là tốt nhất ở trên sân vào hôm nay. Bóng lập phòng đang có hai hậu vệ với chiều cao cân nặng vượt trội so với hai tiền đạo của La Thắng, đặc biệt là tiền đạo Thành Tài. Tiếp tục là một tình huống biên dành cho các cầu thủ La Thắng. Quang Nhật, bóng đá từ chân cầu thủ Mao 97 đi ra hết bên ngoài đường biên ngang. Chắc chắn đây sẽ là tình huống phát bóng lên dành cho các cầu thủ lập phòng. Pha phát bóng rất nguy hiểm của Văn Chiến. Sân trường bóng ướt, chính những tình huống bóng bổng và bóng dài như thế lại là những pha bóng đe dọa. Chính từ một pha bóng như thế các cầu thủ lập phòng đã có một bàn thắng. Quang Nhật, pha bóng cực kỳ tự tin của Quang Nhật. Tiếp tục là một tình huống biên lên dành cho các thủ đã thắng. Quang Nhật, liên tục là những tình huống phát bóng của Quang Nhật nhưng các thủ La Thắng vẫn chưa thể tận dụng trong những tình huống bóng bổng. Nhưng rõ ràng trong khung thành của La Phòng là một thủ môn cực kỳ chất lượng. Trong hôm nay thì chúng tôi không có thời gian để xem trận bóng nào của các cầu thủ nhì, nhưng cũng đã xem một hiệp trong buổi chiều ngày qua. Thì thủ môn của La Phòng là một thủ môn bắt bóng cực kỳ dính, một đóng góp rất lớn của thủ môn La Phòng trong chiến thắng trước các thủ La Quyết trong trận bán kết buổi chiều ngày hôm qua. Hiện tại thì đây đang là một trong những gương mặt trên vòng thủ môn
xuất sắc mùa giải đấu năm nay. Còn gương mặt cầu thủ xuất sắc cho đến thời điểm này chắc chắn không có thể ai vượt qua được Thành Tài. Cầu thủ đang có 8 bàn thắng mùa giải năm nay. Bỏ lại tất cả những cầu thủ hay tay tay. Uống vào. Có vẻ như bóng đã chạm tay rồi. Và trong tình huống rồi. Và đứng trước bóng bây giờ đang là chân trụ số 1 của La Thắng. Thành Tài. Bóng mặt đang giao Thành Tài. Rất bình tĩnh, rất điểm, không được. Rồi, không vào. Thành Tài. Những sóng gió đã trôi qua chiếc khung thành của La Phòng. Bóng đá nằm gọn trong tay của thủ môn Đức Trì. Ngoài vòng rồi em ạ. Ngoài thôi. Ngoài vòng cấm rồi. Việc sân chơi bóng ướt khiến cho trận đấu ta các em chưa thể triển khai được đối đá bằng mặt. Chính thế vừa rồi là một trong những tình huống bóng mặt mặt tốt nhất của các cầu thủ La Thắng đã tạo ra trước khung thành của thủ môn Đức Duy bên phía La Phòng. Tùng xem lại nhưng mà thôi. Tiếp tục là một trận chiến dành cho các cầu thủ giống như La Phòng. Trận chung kết của chúng ta sẽ có thời gian dài hơn bình thường. Trong khi trận đấu đã diễn ra thì chỉ có 20 phút thôi. Nhưng trận chung kết như mọi năm vẫn kéo dài đến 25 phút dành cho cả hai đội bóng. Thành Tài. Thành Tài là một trong những cầu thủ nhỏ nhất của các cầu thủ thiếu nhi La Thắng đang có mặt ở trên sân trong đội hình đá chính vào lúc này. Lúc nằm thì chạm, đứng là không nằm ngoài rồi anh xem ạ. Ngoài, nằm bắt đầu là tay trong buổi chiều hôm qua trong trận bán kết 2 với La Tiến thì Thành Tài với cú hat trick bàn thắng của mình đã giúp cho các cầu thủ La Thắng có chiến thắng 6-2 trước các cầu thủ La Tiến. Vâng, để tránh khỏi ảnh hưởng tới trận đấu thì các khán giả chúng ta hãy đứng lui ra khỏi khu vực gôn và đặc biệt là khu vực đường mít. Thì khi quan sát bóng bật vào chân này, bóng bật vào cột gôn cho dài rất khó có thể xác định. Rất nguy hiểm. Khoảng một nửa thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu đầu tiên trận chung kết giữa La Thắng và La Phòng đã trôi qua. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 tạm thời nghiêng về các cầu thủ La Phòng. Quang Nhật. Một pha bóng xử lý hơi mạo hiểm của Quang Nhật ở khu vực sân nhà. Chưa có năm nào thì các cầu thủ La Thắng có được một đội quân đông đều như ở trong năm nay. Các cầu thủ La Thắng bước vào trận chung kết cũng là cực kỳ xứng đáng, hay như các cầu thủ La Phòng cũng vậy. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì đội bóng nào vô địch thì cũng là rất xứng đáng với những chiến công mà các em đã thể hiện trong những trận đấu vòng bảng cũng như là trận đấu trong trận bán kết 1 và bán kết 2. Và dĩ nhiên rồi, sức nóng của trận chung kết vẫn là số 1 của giải đấu. Trên sân ngoài những khán giả đang có mặt để cổ vũ cho La Phòng và La Thắng thì những khán giả trung lập cũng đang có mặt để theo dõi chứng kiến trận thi đấu giữa La Phòng và La Thắng. Sự hấp dẫn của bóng đá thiếu nhi Đô Na Xuyên và lịch sử của nó thì cũng cực kỳ là lâu đời. Gần 30 năm cho một giải bóng đá. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã có dịp công tác nhiều giải bóng đá thiếu nhi ở trên địa bàn huyện Ý Yên. Nhưng ở những địa phương này thì họ cũng chỉ có những mùa bóng thứ 2 và thứ 3 thôi. Trong khi đó thì chúng ta đã đi trước họ tới gần 30 năm rồi. Cái phong trào bóng đá thì La Xuyên vẫn rất là nổi tiếng. Rất nhiều nơi chỉ có cả một xã mới có được 8 đội bóng đá thiếu nhi. Nhưng La Xuyên thì mọi năm thì có 7 đội, nhưng năm nay thì chúng ta chỉ có 6 đội thôi. Nhưng mà trong 6 đội bóng thì rất nhiều cao thủ. Có những đội bóng đăng ký lên tới gần 30 và thậm chí hơn 30 cầu thủ. Cường Thịnh. Thành Tài. Những pha xuất sắc rất tốt của Thành Tài. Có thời điểm rất bất ngờ. Một pha xử lý xứng đáng điểm 10 nhưng rất đáng tiếc nó đã bị ngăn chặn bởi Đức Trì. Rất mạo hiểm. Mạo hiểm ở trong những pha xử lý trước đó của Quang Nhật. Rất may là mọi chuyện vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát.
của thủ môn Quốc Cường. Và đây là một pha đá phạt góc dành cho các cầu thủ Lam Phong ở bên phía cánh trái. Không có cầu thủ nào chạm bóng ở trong tình huống vừa rồi. Bình tĩnh từ từ đã. Các bạn lên đã. Rất nguy hiểm. Thủ môn Đức Duy của Lam Phong thì vẫn là một trong những thủ môn có khả năng bắt bóng dính cực kỳ tốt. Quốc Thịnh, Quang Lợi, rất nguy hiểm. Và đá phạt góc ở bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ Lam Phong. Trong những phút vừa qua thì các thủ Lam Phong là đội bóng chơi bàn bật tốt hơn Lam Phong, nhưng Lam Phong lại chủ động chơi rất nguy hiểm bóng từ bên ngoài. Vì sự chất lượng hiện đang thuộc về các cầu thủ Lam Phong. Và tỷ số đó là 2-0 và đối thủ ghi bàn cũng là cầu thủ mang áo số 2, Hoàng Dương. 2-0 dành cho các cầu thủ thiếu nhi Lam Phong rồi. Và trong trận thi đấu buổi chiều ngày qua thì Lam Thắng thi đấu với La Tiến cũng là khá bất ngờ khi Lam Thắng cũng để cho La Tiến dẫn trước 2-0. Nhưng sức mạnh của đội bóng La Thắng là lớn hơn rất nhiều so với La Tiến, chính vì thế họ đã ghi liên tiếp 6 bàn thắng để giành chiến thắng chung cuộc. Đó chỉ là một tình huống đá biên thôi. Quán Chiến. Những tình huống bóng dài của La Phong đang tỏ ra rất hiệu quả. Quang Nhật. Hai cú sút liên tiếp của cầu thủ mang áo số 10 Duy Quang. Sau tình huống thứ hai thì bóng đã đi ra bên ngoài. Và đây là một pha phát bóng lên dành cho Quang Nhật. Với chiều cao vượt trội hơn thì những pha bóng bổng luôn là lợi thế của các hậu vệ bên phía Lam Phong. Đá biên dành cho các cầu thủ Lam Thắng. Tiếp tục là tình huống đá biên dành cho Lam Thắng. Khoảng 20 phút của trận chung kết đã trôi qua, hiệp một vẫn đang có tỷ số 2-0 đang tạm thời nghiêng về Lam Phong. Xử lý rất tự tin. Dù đã biên dành cho các cầu thủ Lam Phong. Cách biệt hai bàn cũng không phải là cách biệt quá lớn cho một trận đấu sẽ kéo dài 25 phút một hiệp. Một bàn thì cả hai đội bóng cũng đã có tới 9 bàn thắng trong chiến thắng 5-4 của các cầu thủ đã thắng. Trận đấu mà cầu thủ Thanh Tài đã có tới một cú poker, tức là ghi 4 bàn thắng vào lưới của Lam Phong. Nhưng ở trong buổi chiều hôm nay, cầu thủ số 9 vẫn đang chơi rất hay, nhưng may mắn chưa mỉm cười với chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn vào lúc này. Khi đang có được hai bàn thắng lợi thế thì Lam Phong đang thi đấu thấp đội hình và họ đang chủ động phòng ngự ở khu vực sân nhà cực kỳ chắc chắn. Và thủ môn Đức Duy thì vẫn đang có những pha bắt bóng cực kỳ dính. Sau này chắc nó sẽ nóng như vậy. Giờ nó pin nó đang mới. Kiểu mới ấy, mới. Thời gian nữa bắt đầu pin. Bàn trơn này không đá đâu. Nóng mà không pin. Mấy cái này nó nóng một chút. Sân trơn bóng ướt này không. Thành Tài. Không pin được đâu. Go go.
như bọn anh giữ hậu vệ của Lạc Hồng thì vẫn đang chơi cực kỳ tròn vàng. Lợi thế chiều cao cũng như là cân nặng của thể hình thì các cầu thủ Lạc Hồng đang chủ động kèm người rất chặt. 3 phút vừa rồi. Và như vậy sẽ có khoảng 3 phút vừa giờ cho hiệp 1 của trận chung kết này. Các thủ Lạc Hồng cần phải có một bàn gỡ ở trong khoảng 3 phút còn lại để khi bước vào hiệp 2 thì sẽ dễ dàng và tự tin hơn. Duy Quang, không phải đó là cầu thủ mang số 2 Hoàng Dương. Lạc Hồng vẫn đang chủ động phòng ngủ rất tốt ở khu vực sân nhà. Với thế trận như thế này thì rất có thể hiệp thi đấu đầu tiên tỷ số sẽ giữ nguyên. Lạc Hồng đã chủ động đá chậm rồi, đang muốn giảm nhịp độ trận đấu để có lợi thế dẫn đoàn ở trong hiệp 1. Hai bàn thắng cũng là những gì mà các cầu thủ Lạc Hồng đã làm được ở trong hiệp 1. Họ không cần có quá nhiều những pha tấn công, nhưng sự hiệu quả thì chúng ta đã thấy được ở hai bàn thắng mà các cầu thủ Lạc Hồng có được ở trong những phút đầu và những phút nửa cuối của hiệp 1. Thành Tài, muốn phát bóng lên dành cho La Thắng và phát bóng cực kỳ dính của Đức Duy. Rất nguy hiểm bởi những pha phạt góc của các thủ Lạc Hồng luôn mang lại sự nguy hiểm. Bàn thắng thứ hai dẫn tới cũng là một pha đá phạt góc tương tự như vậy của Lạc Hồng. Mọi người ghi bàn cũng là Hoàng Dương. Mặc dù là đội bóng đang bị dẫn bàn nhưng các thủ Lạc Hồng lại đang đá khá thấp. Họ chỉ đá có hai cầu thủ ở phía trên thôi, còn hai hậu vệ thì chỉ có ở khu vực sân nhà. Có thể các cầu thủ Lạc Hồng cần phải có lại chiến thuật ở trong cái vai khó rồi. Sân chơi bóng ướt khiến cho cầu thủ mang áo số 9 Thành Tài mất đi khả năng dòng dây bóng rất nhiều, khiến cho những pha bóng như thế thì đã không còn hề nguy hiểm. Vâng, sau đây thì trọng tài Quốc Trung đã nổi còi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên của trận chung kết. Các thủ Lạc Hồng đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-0 trước Hòa Thắng. Chúng ta sẽ nghỉ giải đấu ít phút trước khi quay trở lại hiệp 2. Và sự kỹ thuật thì trận đấu đã diễn ra có 20 phút cho thời gian đá chính và 3 phút bù giờ. Và chính vì thế hiệp 2 sẽ bù lại số 5 phút thiếu ở trận 1 thì hiệp 2 sẽ kéo dài là 30 phút. Và như vậy hiệp 2 sẽ làm thi đấu dài nhất ở trong giải đấu năm nay. Và ở trong hiệp 1 thì Lạc Hồng họ đã có 2 bàn thắng rồi, cô vào. Và cơ hội nguy hiểm nhất ở trong hiệp 2 cũng lại vừa đến với các cầu Lạc Hồng. Xin chút nữa họ đã có bàn thắng thứ 3 trong một đợt đi tham gia tấn công của hậu vệ mang áo số 21 Thành Long. Thành Tài cũng thể có cú dứt điểm từ cầu thủ mang áo số 21. Như vậy ở trong hiệp 2 trận đấu này thì bên phía Lạc Hồng cũng đã có một sự thay đổi người. Lý Nghiệp đã vào sân để tay cho Quốc Thịnh. Chưa vào. Anh báo. Đá đi. Quốc Thịnh. Và như vậy các thủ Lạc Thắng chỉ có dấu hiệu thay người thôi, nhưng còn họ chưa thay người. Quốc Thịnh vẫn đang có mặt ở trên sân. Và bây giờ thì Ta Thắng sẽ có sự thay đổi người. Rõ ràng với sức ép của một trận chung kết thay vì một trận đấu vòng bảng sẽ luôn là rất khác. Với chúng ta thi đấu trong trận chung kết thì chắc chắn rồi các em sẽ thổn thức từ buổi chiều ngày hôm qua.
Các em sẽ có một đêm không ăn không ngủ, và trưa nay thì các cầu thủ nhi đồng của hai xóm cũng đã mất ăn mất ngủ. Họ đang rất trông chờ về trận chung kết. Rõ ràng rồi, ngay như cả các anh thanh niên hay là những phụ huynh cũng đã từng trải qua những giải bóng đá thiếu nhi. Nhưng chúng ta cũng đã biết sức hấp dẫn cũng như là chúng ta luôn háo hức chờ đợi, đặc biệt là đến trận chung kết. Với một đội bóng lâu năm mà chưa chơi trận chung kết thì sức ép tâm lý cũng luôn là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt là các đội thắng, mặc dù họ đã có một mùa giải đến bây giờ là cực kỳ thành công. Đã rất lâu rồi thì đã thắng mới thẳng tiến vào trận chung kết một cách thuyết phục như vậy, với chiến thắng 6-2 ở trong buổi chiều ngày hôm qua. Trong 3 trận đấu thì các cầu thủ đã thắng họ cũng đã có 12 bàn thắng, hiệu suất ghi bàn cho mỗi trận đấu lên tới 4 bàn. Trong trận đấu buổi chiều này, trận chung kết, việc bàn thắng là rất quan trọng, và chắc chắn các cầu thủ đã thắng sẽ làm hết sức có thể ở trong hiệp 2. Một bàn thắng vào lúc này cũng là một điều doping quan trọng dành cho các cầu thủ đã thắng. Buồn Đức Trì thì vẫn đang chơi rất xuất sắc. Mà cũng đã khá lâu rồi thì là vòng mới có một thủ môn bắt bóng dính như vậy. Mặc dù Lạc Thắng cũng đã từng chập thủng lưới là vòng tới 5 bàn ở trong vòng bảng, thế nhưng ở trong buổi chiều này của trận chung kết thì các cầu thủ Thắng vẫn chưa thể làm gì được khung thành của môn Đức Duy. Vậy chúng tôi vẫn luôn nhắc lại hiệp 2 sẽ kéo dài 30 phút do sự cố ở trong hiệp 1. Trọng tài đã ăn nhầm với những trận đấu bình thường là bấm 20 phút một hiệp. Chúng tôi đã thông báo từ đầu thì trong trận chung kết và trong nhiều năm qua, trận chung kết thì luôn có 25 phút. Và điều này cũng sẽ làm hài lòng tất cả các khán giả, như các cầu thủ sẽ muốn trận chung kết sẽ kéo dài hơn. Chúng ta tận hưởng những giờ phút ở trên sân. Và đây là một tình phát bóng lên dành cho các cầu thủ La Phòng. Và đây là một tình huống biên dành cho các cầu thủ La Thắng. Đến với giải bóng đá năm nay khi mà những trận đấu chưa diễn ra thì những ứng cử viên nặng ký cho chức vịnh vẫn luôn là La Hồng và La Quyết. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra ở trong giải đấu này khi hai ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch họ lại không có mặt ở trong trận chung kết. Nhưng dẫu sao thì việc các cầu thủ La Thắng và La Hồng có mặt ở trong trận chung kết cũng là vô cùng xứng đáng. Dù chính các cầu thủ La Hồng cũng đã để thua La Hồng ở vòng bảng, thế nhưng vì hiệu suất ghi bàn nhiều hơn. Chính vì thế các vâng xin lỗi quý vị các bạn, các cầu thủ La Phòng là thắng, các cầu thủ La Hồng, còn La Thắng là thua. Mặc dù thua La Hồng nhưng lại đứng đầu bảng. Quang Huy thành công. Một tình huống kiến tạo xứng đáng điểm 10, mặc dù không ghi bàn nhưng ở trong tình huống vừa rồi có thể nói là siêu kiến tạo của cầu thủ mang áo số 9. Một pha xử lý bóng gọn gàng bên phía cánh phải trước khi căng ngang, một đường căng ngang chết chóc dành cho tiền đạo mới vào sân tay người duy nhất. Như vậy cầu thủ vừa mới vào sân tay người ngay ở cú sút đầu tiên rồi thì cầu thủ này đã mang về những hy vọng rất lớn dành cho các cầu thủ thắng. Tỷ số của trận chung kết đang được rút ngắn xuống còn 1-2. Ở trong hiệp 1 thì các cầu thủ thắng vẫn luôn có những cú bàn bật tương tự như thế, nhưng may mắn lại không tới với Thành Tài và các đồng đội. Nhưng ở trong hiệp 2, một sự thay đổi người chiến thuật, một sự thay đổi người cần thiết thì các cầu thủ thắng đã có bàn thắng đầu tiên. Hiệp thi đấu thứ hai của chúng ta chỉ mới bắt đầu được khoảng chừng 5 phút một chút rồi, nhưng trận đấu vừa có một sự gián đoạn bởi một số cầu thủ đã bị gặp chấn thương. Chúng ta đang thi đấu ở trên mặt sân cát, việc cát bị bắn vào mắt và mặt thì sẽ xảy ra rất là nhiều. Như vậy các ban tổ chức của các đội bóng cũng cần lưu ý những chiếc khăn mặt ướt luôn phải sẵn sàng dành cho các em. Pha bóng chuẩn chậm cực kỳ quyết liệt. Thứ nhất. Muốn là chút bóng của cầu thủ mang áo 99 Văn Chiến. Rõ ràng rồi, sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn, nó có thể hấp dẫn xuyên suốt cả trong hiệp 2.
cách biệt một bàn là cách biệt cực kỳ mong manh, quan nhận. Ăn trọ luôn. Mặc dù có vẻ như lép vế về mặt thể hình nhưng các cầu thủ thắng này là những người có kỹ thuật cá nhân tốt hơn một chút so với Đà Nẵng quá nhất. Phối hợp rất tốt một ngày cho Quốc Thịnh, Cường Thịnh, Duy Nhất, Hoàng Nhất. Anh Trung đứng bên kia. Hoàng Nhất đi trong thanh tay. Hoàng Nhất thanh tay. Rất bình tĩnh nhưng rất đáng tiếc. Chúng ta điểm của Blue Hoàng chính là không trúng tầm bóng. Và đây là một cú phát bóng lên dành cho các cầu thủ La Phòng. Và để cho các cháu cũng như Nhi Đồng của Lạng Xuyên có một mùa giải trung đu thành công, chúng ta vẫn luôn đề cao những mạnh thường quân và chúng xuyên suốt giải đấu thì chúng tôi luôn ghi nhớ và nhắc rất nhiều tới những mạnh thường quân đã ủng hộ về giải đấu và đặc biệt là những doanh nghiệp luôn tài trợ áo đấu cho các cháu thiếu nhi Nhi Đồng. Và chúng tôi được biết thì đồ gốm Vĩnh Cửu hay đồ gốm Tùng Hạ cũng là hai đơn vị cũng đã đồng hành với hai xóm đang thi đấu trận chung kết trong rất nhiều năm qua. Và những gì đang diễn ra của một trận chung kết nó đang rất hấp dẫn. Hai đội cũng đã từng găng co với nhau trong một trận đấu có tới 9 bàn thắng. Thì hiện tại các cầu thủ La Phòng cũng đang tạm thời dẫn trước các cầu thủ La Thắng với tỷ số 2-1. Khi nhắc tới nhiều các mạnh thường quân thì chúng ta cũng không thể quên được bên phía ban tổ chức. Trong khoảng gần 10 năm qua thì sự đồng hành của trọng tài Quốc Trung, người luôn gọi là ông vua áo đen ở khu vực La Xuyên, đã đồng hành với chúng ta trong nhiều năm qua. Để những xử lý và những quyết đoán đưa ra cho các cầu thủ cày tâm phục khẩu phục, đặc biệt là trong mùa bóng năm nay. Trong nhiều những mùa bóng trước còn có những sự chẳng cãi nảy lửa, nhưng trong này, trong những năm gần đây thì đã có công nghệ vàng, công nghệ video thì những tranh cãi đó có lẽ đã ít đi rất nhiều. Tới hiện tại thì mùa bóng hôm nay cũng là một bóng cực kỳ thành công. Và năm nay cũng là một trong những năm duy nhất diễn ra ít trận đấu nhất, vì thiếu đi một đội thì chúng ta đã bớt đi khoảng 3 trận đấu rồi. Năm nay chỉ có 10 trận đấu thôi. Rất nguy hiểm. Bóng bật đẩy ra nhưng lại nhảy đúng vào vị trí của hậu vệ Thành Long bên phía các cầu thủ La Phòng. Không đứng ở bên kia đấy. Và đây là Duy Quang. Bầu thủ của La Thắng có vẻ như đang bị đau. Ngoài bắt thứ hai, ngoài bắt còn bấm xong rồi đấy. Ngờ ngờ đó. Nhất đâu? Kỹ năng chơi chân là không có. Bắt bóng. Một cầm một đi. Đẹp quá. Đẹp quá. 90%. Thứ môn bắt được. Rất nguy hiểm. Đấy là được đấy. Hướng phát bóng lên dành cho các cầu thủ La Thắng. Rất nguy hiểm. Tiếp tục là một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ La Thắng. Khoảng 10 phút đầu tiên của hiện tại chung kết đã trôi qua. Sức mạnh ở trong một đội bóng luôn đến từ vị trí của thủ môn. Trong trận đấu hôm nay thì La Phòng đang là đội bóng sở hữu thủ môn thi đấu cực kỳ tốt. Và như vậy một chiếc thẻ phạt vừa được rút ra dành cho Thành Long trong tình huống phạm lỗi với Thanh Tài. Thắng 8 hết rồi, mỗi lần cờ, mỗi lần đi lớp 3, lớp 7 rồi. Thành Tài, pha dứt điểm thứ 2, cực kỳ bình tĩnh Thành Tài. Quá nhất. Một pha đá vận động dành cho một lần đường từ giáo viên lên dành cho các cầu thủ La Phòng. Có thể nói rằng năm nay là một năm thế hệ vàng của các cầu thủ La Thắng, vì 4 cầu thủ đang có mặt ở trên sân đều là những cầu thủ học lớp 8 rồi.
Lớp 8 là những lứa tuổi cuối cùng của giải bóng đá thiếu nhi. Chỉ có mỗi một quốc thôi thôi. Nhỏ tuổi hơn so với bốn người đàn anh đang thi đấu ở trên sân đấu này. Và nếu như trong năm nay là thắng không thể vô địch thì có lẽ phải dẫn đầu nữa họ mới được vào chơi trận chung kết, chứ không nghĩ gì tới một chức vô địch nữa rồi. Và tỷ số 2-1 ở trên sân vẫn là một tỷ số đủ để cho các cầu thủ đá thắng có thể tạo nên bất ngờ. Hiệp thi đấu thứ hai vẫn còn rất dài, có 30 phút đá chính cho hiệp hai, tương đương với một hiệp đấu trên sân vận động 7 người. Đánh đầu, không có tình huống đánh đầu nào của các cầu thủ đá thắng ở trong pha bóng dài vừa rồi. Và đây là một cú phát bóng mềm dành cho các cầu thủ đá phòng. Em chạy dành mà có điều anh có quà luôn. Quà thì ok rồi. Quà là có mấy đồ đúng không? Và bóng lên dành cho là các cầu thủ đá thắng. Duy nhất. Cấm kịch duy nhất quang ngay, không có mũ dẫn điểm của cầu thủ mang áo số 7 duy nhất. Có như vậy cầu thủ duy nhất là cầu thủ môn nam mới năm nay mới trèo lớp 7 thôi. Vâng, có lẽ Quốc Thịnh người vừa bị thay ra ở vị trí duy nhất mới là cầu thủ lớp 8. Và đội hình chính của các cầu thủ đá thắng mới là đội hình full các cầu thủ lớp 8 nếu như có Quốc Thịnh ở trên sân. Và duy nhất là cầu thủ sẽ còn một mùa bóng thiếu nhi năm 2025. Cầu thủ đang có bàn thắng duy nhất cho lá thắng vào lúc này. Duy nhất. Thằng kia chẳng chưa biết là đá được, thằng này đá nhìn lưng ngang luôn. Chúng ta biên dành cho các cầu thủ đá thắng. Này, mới học biết chuyện như nào thì ăn nó không bao giờ ăn lẩm bẩm đâu. Duy nhất và xử lý rất hay, rất đẹp rồi. Tiếng là cam kết của thủ môn Đức Vy. Bóng đã nằm trong tay của thủ môn Quốc Cường rồi. Vừa rồi là một đội cực kỳ nguy hiểm dành cho các cầu thủ La Thắng, nhưng sau đó cũng là một tình huống ăn miếng trả miếng của La Phòng với vài phản công nhanh. Phút thứ 15 của hiệp 2 trận chung kết rồi. Nhưng cũng đã có những gián đoạn ở trên sân bởi các cầu thủ liên tục gặp phải những chấn thương và những tình huống bắt bóng của thủ môn Quốc Cường bên phía các cầu thủ La Thắng. Hiệp thi đấu thứ hai vẫn còn 15 phút đá chính nữa, thời gian vẫn còn cực kỳ dài dành cho các cầu thủ La Thắng, và thậm chí họ có thể quyết định trận đấu ngay ở trong thời gian đá chính. Hai bàn thắng ở trong khoảng thời gian còn lại là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếp tục là một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ La Thắng. Không vào, bóng vừa chạm vào một cầu thủ trên sân và vẫn là đáng cười, nhưng không vào. Thành Tài. Ở trong giải bóng đá năm nay thì chưa có một trận đấu nào mà Thành Tài không ghi bàn cả. Nhưng ở trong trận thi đấu hôm nay thì cầu thủ này cũng đã có một kiến tạo thành bàn rồi.
Mà còn gì ngọt ngào hơn dành cho Thành Tài nếu như cầu thủ này có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ áo trong khoảng thời gian sắp tới rất buồn. Là vòng vẫn chỉ có những pha bóng như vậy thôi. Không cần dườm già, không cần nhiều. Chỉ những thứ bóng bỏng thôi thì là phòng đã có tới hai pha bóng may mắn và hai bàn thắng. Tỷ số lúc này đã là 3-1 rồi. Tập trung vào đá đi các cháu ơi. Đúng ra là hiệp 2 này ở bên này bên là thắng lợi thế. Có thể nói rằng ở trong một trận đấu thời tiết đã làm ảnh hưởng tới mặt sân, đã làm bất lợi tới cầu thủ thắng rất nhiều. Lợi thế của đội thắng là sự kỹ thuật và những tình huống bàn bật, còn La Phòng là lợi thế về thể hình cũng như là chiều cao, và sức mạnh đến từ những tình huống phát bóng nữa. Trong trận đấu với các cầu thủ Lạc Quyết buổi chiều ngày qua thì La Phòng cũng có những chiến thuật bóng dài bóng bổng tương tự như thế này. Họ cũng đã có những bàn thắng từ những tình huống bóng bổng bóng dài. Không cần quá nhiều những tình huống chuyền bóng ở khu sân nhà. Đây cũng là một đấu pháp hậu quả của La Phòng áp dụng trong trận đấu ngày hôm nay. Ở đây sẽ là một tình huống đá biên dành cho các cầu thủ La Phòng rất nguy hiểm. Lối đá của La Phòng là tương đối đơn giản nhưng nó lại mang lại sự hiệu quả. Và tiếp tục là một đường biên dành cho các cầu thủ La Thắng. Duy Nhất đánh đầu. Duy Nhất bóng vẫn nằm trong sự kiểm soát của La Phòng. Và giải cho rằng đó là một tình huống đá phạt lên dành cho các cầu thủ La Phòng. Và đây là một pha đá phạt góc ở bên phía cánh phải dành cho các thủ La Phòng. Hai bàn thắng cho khoảng thời gian còn lại của hiệp hai là những gì mà các cầu thủ La Thắng cần phải làm nếu muốn đưa trận đấu đến với những lượt sút lần lều giống như trận tranh ba từ trước đó. Khoảng thời gian này thì các cầu thủ La Thắng sẽ phải chơi không còn gì để mất từ thời điểm này rồi. Qua người rất hay. Duy Nhất. Sau đó thì Duy Quang đã có một tình huống can thiệp kịp thời. La Thắng có một tình huống đá biên. Duy Quang sút ra không vào. Một tình huống xử lý táo bạo của Duy Quang. Sau đó thì vô tình tay của cầu thủ mang số 10 cũng đã hơi vung vào mặt của cầu thủ mang áo số 7 Duy Nhất bên phía La Thắng. Và đây là một tình huống phát bóng lên dành cho cầu thủ La Thắng. Rất nguy hiểm. Rất may là bóng vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn Quốc Cường. Khi mà các thủ La Phòng có những pha bóng bổng cực kỳ tốt thì bên phía La Thắng họ lại làm ngược lại. Những pha bóng bổng của La Thắng lại không mang lại sự hiệu quả, thậm chí là nó còn mang lại sự nguy hiểm. Những phút chắc chắn các thủ La Phòng sẽ đổ bê đồng để bảo vệ cho thành quả của mình đã tạo ra trong trận đấu buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp tục là một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ La Thắng. Đây là bóng nguy hiểm dành cho các cầu thủ Hỡi Vội Vàng.
Tình huống xử lý quá vội vàng của Thành Long. Khi mà chỉ còn một mình thì cầu thủ Hoàng xoay mốt lại có một pha sút xa. Đó là cơ hội dành cho duy nhất như ở trong bàn bóng của đội cố thời điểm là cận chân. Đá biên dành cho các cầu thủ Lá Thắng. Quang Nhật đá từ chân Quang Nhật đi ra hết bên ngoài đường biên. Và bấm bóng tốt của thủ môn tốt rồi, nhưng mà là đàn quá đẹp mặt. Còn đây là dấu chấm hết rồi. Một siêu phẩm vừa được tạo ra bởi Duy Quang. Một tình huống đá đại bạc không thể cản phán. Bóng như một mũi tên lao thẳng về phía công thành Quốc Cường và không cho em có cơ hội để cản phá trong tình huống vừa rồi. Một bàn thắng xứng đáng điểm 10 đúng với số áo của Duy Quang. Và đó cũng là cú đúp bàn thắng của cầu thủ mang áo số 10 bên phía các cầu thủ La Vòng trong buổi chiều ngày hôm nay. 4-1 rồi. Anh Tài. Cầu thủ La Vòng thì cũng đã có được 4 bàn thắng bằng với số bàn thắng mà họ ghi được vào lưới của La Thắng ở trong trận đấu vòng bảng. Nhưng trong trận hôm đó thì 4 bàn thắng lại không phải là một chiến thắng, nhưng ở trong buổi chiều ngày mai 4 bàn thắng rất có thể sẽ là mang về chức vô địch dành cho các cầu thủ La Phòng ở trong năm 2024 này. Cường Thịnh. Thành Tài. Và bên phía các thủ La Thắng có sự tài người, Khải Duy sẽ vào sân và người rời sân lại là Thành Tài. Có lẽ cầu thủ này cũng đã quá mệt mỏi rồi. Trận đấu cũng khá hay của Thành Tài, mặc dù không trực tiếp ghi bàn nhưng cầu thủ này cũng đã có một kiến tạo thành công. Và với cách biệt như thế này thì các cầu thủ La Vòng và các cầu thủ La Vòng có lẽ số phận đã an bài rồi, thời gian còn lại cũng không còn quá nhiều, chỉ còn khoảng hơn 5 phút nữa thôi. 3 bàn thắng là một cách biệt tương đối an toàn rồi. Bởi vì đây là một trận đấu kéo dài lên 30 phút việc và cũng đã có rất nhiều thời gian gián đoạn, nên là thời gian 1 giờ sẽ vẫn còn dành cho các em. Nhưng quan trọng rằng chúng ta cần phải có về bàn thắng nếu như muốn nuôi vọng đặc biệt bên phía các cầu thủ La Thắng. Rất nguy hiểm. Sút vào chân khán giả. Đúng đá phạt dành cho các cầu thủ La Vòng. Bên phía các cầu thủ La Phòng và La Thắng đều có những sự thay đổi người. Bên phía La Thắng thì sẽ
rút Cường Thịnh ra sân và Đại Kỳ vào sân. Còn La Phong thì sẽ đưa Văn Sơn vào sân và Hoàng Dương rời sân. Duy Nhất. Không ngoài dự đoán cho làm chặt. Với những phút cuối cùng của hiệp 2 thì cả hai đội bóng liên tục có những sự rời người rất nguy hiểm. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Quốc Cường. Và bên phía cầu thủ Lạc Thắng sẽ có ra được người Anh Đức Cao 24 vào sân để thay cho Duy Nhất. Cầu thủ cũng đã có bàn thắng Duy Nhất vào lúc này. Và chạm bóng luôn. Anh Đức đánh đá. Dẫu hôm nay cầu thủ Lạc Thắng có tuổi thì họ cũng đã có hai pha bóng cực kỳ đẹp mắt. Nếu như trước đó Duy Nhất vừa vào sân là ghi bàn, lúc này Duy Nhất rời sân và cầu thủ Anh Đức vào sân cũng đã có một đường kiến tạo cực kỳ đẹp mắt từ một đánh đầu của cầu thủ Khải Duy. Khải Duy cũng là người vừa mới vào sân rồi. Tỷ số đã được rút ngắn nhưng còn 4 này, những hy vọng đã được nhen nhóm trở lại dành cho cầu thủ Lạc Thắng rồi. Một bàn thắng nữa thôi thì chắc chắn trận đấu sẽ rất hấp dẫn ở trong những phút còn lại. Nhớ thì thời gian của trận đấu vẫn còn, thậm chí là chưa bước sang phút bù giờ. Và những giây phút này cũng sẽ là giây phút cuối cùng trong một giải năm nay. Và sang năm thì chúng ta mới có thể trở lại không khí sôi động của bóng đá thiếu nhi. Dẫu rồi các đội thắng mới có hai bàn thắng, nhưng cũng đã có một trận đấu rất hay rồi. Thành Long không vào. Hai bàn thắng ở trong khoảng thời gian còn lại cũng không phải gì là điều quá khó khăn nếu như các cầu thủ Lạc Thắng tập trung được thời cơ. Thời gian đá chính vẫn chưa hết và chúng ta vẫn còn khoảng thời gian bù giờ. Hy vọng mà các cầu thủ Lạc Thắng đã có được thì dù mới vào sân Khải Duy là người đã có pha đánh đầu có nói là đẹp nhất đi ở trong buổi chiều hôm nay ở tình huống bóng bầu. Để chúng ta có bàn thắng ban đầu luôn khó hơn bằng những tình huống rất đẹp bằng chân. Mà trong 6 bàn thắng có được thì đó là bàn thắng ban đầu đẹp nhất mà Khải Duy vừa mang về cho cầu thủ Thắng. Nhanh lên. Cú phát bóng dành cho các đội thắng. Bóng đóng rất dính của thủ môn Quốc Cường. Một tỷ đồng chính thức cuối cùng ở trong hiệp 2. Và như vậy sẽ có 6 phút bù giờ. Một số phút bù giờ đã là đủ dài cho các cầu thủ Lạc Thắng tạo ra được bất ngờ khi mà trong trận đấu ngày hôm nay cũng đã có tới 3 lần trận đấu phải tạm dừng. Thì những sự cố kỹ thuật cũng như là những cầu thủ gặp chấn thương ở trên sân. Cú cắt bóng rất dứt khoát của Quang Nhật. Số phút cho hai bàn thắng là điều gì đó cũng không phải là quá khó khăn nếu như các cầu thủ của đội bóng Lạc Thắng thi đấu quyết tâm. Đó là một tiếng đá phạt lên dành cho các cầu thủ Lạc Thắng. Ngay như cả những cầu thủ thi đấu dự bị của Lạc Thắng rồi cũng đã thi đấu rất hay ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Chỉ có điều họ không gặp may như các cầu thủ Lạc Phong rồi. Lạc Phong thì cũng có hai bàn thắng đẹp mắt nhưng hai bàn thắng còn lại là những tình huống may mắn của Lạc Phong. Rõ ràng rồi, trong bóng đá thì yếu tố may mắn là yếu tố vô cùng quan trọng, là yếu tố có thể nói quyết định được cả một trận đấu. Lúc này thì Lạc Phong sẽ được hưởng một tiếng nói biển. Đại Kỳ. Rất nguy
điểm. Đúng vừa qua thì Vương Quốc Cường đang chơi rất tập trung và chính xác. Dứt điểm không vào. Đó là tình huống đánh chặn của cầu thủ Quán Nhật vào số 97. Dứt điểm không đẹp. Alo. Dạ. Mời. Không có số này rồi ạ. Tiếp tục là một tình huống đá biên dành cho các đội thắng. Các đội thắng cũng không thể chắc chịu được ở những tình huống đá biên. Một bàn thắng vào lúc này thì trận đấu mới có thể hấp dẫn, thì cách biệt hai bàn vẫn là cách biệt tương đối an toàn. Đây là cái bóng rất dính của thủ môn bên phía Đà Nẵng, người đã đóng góp vào tới 50% công lực của Đà Nẵng trong trận đấu này. Và hướng bắt bóng rất chính xác của Quốc Cường. Trong một cái thi đấu mà các cầu thủ Đà Nẵng có hàng công hàng thủ toàn diện, việc họ có 4 bàn thắng cho tới thời điểm này đã phản ánh rất đúng cục diện của trận đấu. Chiếc cúp vô địch thì vẫn đang gọi tên các cầu thủ Đà Nẵng. Đánh đầu, không vào. Bóng vẫn chắc vượt. Quang Nhật. Đường phòng thủ rất chắc chắn của Đà Nẵng. Quang Nhật. Đôi, không vào. Tiếp tục là bàn thắng được góp dành cho các cầu thủ Đà Nẵng. Chúng ta có một trận chung kết và một hiệp đấu kéo dài nhất trong lịch sử giải đấu. Một nghẹt thở và bên phía các cầu thủ của Đà Nẵng tiếp tục có sự tăng gầy. Anh Đức rời sân và cầu thủ vào sân là Vân Đạt. Siêu béo, còn quyết đấy. Rất nguy hiểm và bóng dài, bóng bổng của các cầu thủ Đà Nẵng luôn mang lại sự nguy hiểm. Và bên phía Đà Nẵng trong một trường này họ là đội bóng đã thay tới 5 cầu thủ rồi. Dù là trận chung kết nhưng các cầu thủ Đà Nẵng này là đội bóng sở hữu nhiều các cầu thủ dự bị có khả năng thi đấu, nên họ đã có tới 4 năm sự thay đổi người và yêu cầu lại vị trí đá biên đá phạt. Nhưng mà đây sẽ là tình huống đá phạt. Thời gian còn lại không ủng hộ các cầu thủ Đà Nẵng. Với cái việc hai bàn như thế này thì các cầu thủ Đà Nẵng cũng có phần nào yên tâm rồi. Đây là cầu thủ mang số 10 Duy Quang, giữa điểm không vào, vẫn không vào. Muốn Bảo Duy lên để thực hiện cú đá phạt đền này. Đây là một cú đá phạt đền cực kỳ thoải mái thôi. Và đây cũng đang là những giây phút cuối cùng rồi. Bảo Duy. Và như vậy tỷ số là 5-2. Và đúng lúc này thì trọng tài Quốc Trường đã lội còi khép lại hiệp thi đấu thứ hai. Các cầu Đà Nẵng đã lên ngôi vô địch của giải bóng đá Liên Đồng năm 2024 một cách xứng đáng bằng 5 bàn thắng có được vào lưới của các cầu thắng, giành chiến thắng chúc phượng với tỷ số 5-2. Quý vị và các bạn đến buổi tuyển chọn trận chung kết của chúng tôi hôm nay, xin các bạn đã đầy xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mùa thu năm sau.